Hôm nay mình sẽ đi đăng Haki quan sát V2 nha em ơi. 367 lần né rồi, giờ đứng bật Haki lên cho cái con này nó đánh mình né thôi. 1500 lần rồi đó. 4509 lần. Rồi, đủ 5000 lần rồi. Xong rồi qua C3 gặp cái ông này nhận cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ông kia rồi đánh mấy thằng lâm tặc 50 thằng nha. Ok, khi hoàn thành nhiệm vụ nó hiện cái dòng chữ này nè. Xong rồi lại trả nhiệm vụ, nó giao cho cái nhiệm vụ thứ hai đó chính là đi giết cái con đội trưởng voi. Nhiệm vụ thứ ba là đi lấy cái mẫu ngự lâm. Nó nằm ở một chỗ rất là bí mật, anh em nào không biết thì thôi, khỏi biết luôn. Nhiệm vụ tiếp theo là bay lên cái trái này để gặp cái ông này. Rồi ông giao cho mình cái nhiệm vụ là lượm trái táo, lượm trái chuối. Và trái thơm. Trái thơm nó nằm trong góc kẹt kìa anh em thấy không? Sau khi lượm xong hết thì về gặp lại cái ông này chứ không có gặp cái ông trên cái trái đó nha. Xong rồi đổi thành cái bát trái cây, thấy cái bát trái cây không mày? Xong rồi mình vinh cái bát trái cây này lên cho cái ông này ăn, nhưng mà ổng trước khi up lên V2 ổng lấy mình thêm 5000 tiền nữa. Nhìn xuyên thấu.